Chào các bạn, mình là Miu Cô Chữ đây. Hôm nay mình sẽ đi câu cá về cho má nấu canh chua nha. Vì có rất nhiều bạn bảo là câu ở hôm sau rất là lời, nên là hôm nay mình sẽ quyết định câu ở đây. Mình câu lời hơn hay sao mà toàn nhảy xuống rồi chặn mắt con vịt của mình luôn, không cho mình thấy đường á. Nhưng mà tiếc quá, mình câu mình đâu có nhìn đâu. Còn bây giờ mình có tiền thì mình toàn mua đồ trang trí nội thất thôi. Tại lúc đó mình chưa có đam mê trang trí nội thất á. Còn bây giờ cái mình vào việc tại nhà, mình thấy rất là nhiều bạn trang trí nhà đẹp luôn, cái tự nhiên mình mê. Khi nào mình trang trí xong và hoàn tất rồi thì mình sẽ làm một cái video nha. Và sau đó thì mình sẽ mời tất cả các bạn.
thì có thể lên trang fanpage của mình. Mình có ghi ở dưới comment đó. Các bạn hãy vào đó và sao chép tên của mình rồi vào game kết bạn nha. Vì tên của mình rất là khó viết nên là mình không thể nào viết cho các bạn được. Khi các bạn đã gửi lời mời kết bạn cho mình rồi thì các bạn hãy nhớ gửi thư cho mình nha. Vì có rất là nhiều lời mời kết bạn. Nếu các bạn không gửi thư cho mình thì mình sẽ không phân biệt được là ai đâu. À quên nữa, trước khi mình đăng video này thì mình đã được 2.000 người đăng ký rồi đó. Nếu vài ngày nữa mình trang trí xong thì mình sẽ mời tất cả các bạn fan của mình vào nhà mình chơi và mình sẽ quay lại một cái video để đăng lên YouTube nha. Cuối cùng thì sau một tiếng mình cũng đã câu cá xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi bán xem được bao nhiêu tiền nhé. Thì đây là tất cả những con cá mà mình kiếm được. Mình không câu được cá tím tại vì mình chỉ câu những bông lớn thôi. Số tiền mình câu được là 3.854. Tuy nhiên mình đã câu bị hụt hết 5-6 con cá to. Nếu mình không bị câu hụt thì mình có thể lời được hơn nhiều nữa đó. Cho nên khi các bạn câu 10 tiếng một ngày thì được 40k rất là đơn giản luôn. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là một ngày chỉ nên chơi game 1-2 tiếng thôi. Vì nếu chơi nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Sau video này thì mình thấy câu ở đây rất là lời. Thì bây giờ mình sẽ đi câu tiếp nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký cho mình nha. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều.